Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cùng đi còn trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Minh. Gửi lời chúc mừng đến đường ngũ làm công tác mặt trận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiên dận và đánh giá cao kết quả của hệ thống mặt trận các cấp đạt được trong thời gian qua, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy biểu dương sự nỗ lực của mặt trận trong công tác hỗ trợ khắc phục thiên tai cũng như phòng chống dịch Covid-19 với vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc mặt trận cao cấp đã tạo được sự đồng thuận trong dân dân, gắn kết tinh thần gắn bó tại cộng đồng dân cư. Thời gian đến, bí thư thành ủy đề nghị mặt trận cao cấp tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ được giao, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt từ nay cho đến cuối năm, mặt trận cần phối hợp với các đơn vị chức năng, ra soát các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố Hương ngô xuân thắng bày tỏ niềm vui mừng khi được bí thư thành ủy cùng đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm đồng thời khẳng định đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp sẽ tiếp tục bám sát cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời giúp đỡ sớm tham mưu lãnh đạo thành phố hướng kế hoạch hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong dịp tết nguyên đáng sắp tới Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng mong rằng trong thời gian đến tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo thành phố để đoàn cũ Mặt trận thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao. Dịp này, đoàn lãnh đạo thành phố đã tặng hoa và quà chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi lời chúc sức khỏe đến đoàn ngũ làm công tác Mặt trận các cấp, tiếp tục phát huy vai trò trong khuấn đại đoàn kết toàn dân.